Ông vĩnh biệt cõi đời. Ta kể lại cho con nghe chuyện vĩnh biệt cõi đời của ông nội. Nhớ một quãng đời dài của ông, vất vả giải dầu, nắng mưa bệnh hoạn, nhẫn nhục nuôi con bầy con khờ khạo, không nhờ vả được gì. Ông quên bệnh lao phổi của mình mà nơm nớp lo cho những điều bất hạnh của các con. Khi ông thấy con cháu sum vầy vui tạm, ông lại sắp xếp vĩnh biệt ra đi. Ta nhớ hình ảnh của ông tỉnh táo trong mọi vấn đề. Tận những ngày sau cùng, ông vẫn ung dung tự tại, tắm rửa thay đồ, chờ đón phúc ra đi. Đến nỗi ông không cho các con bận biểu về phúc lâm chung của mình. Ta nghe cô Út kể rằng ông theo dõi cái chết diễn ra từ chân lên đến đầu. Khi cái chết đến tim, ông quá mệt, rồi ông từ biệt đứa con Út thân yêu và nhắn lời dặn dò các con đùm bọc lẫn nhau. Ông còn dặn đừng báo cho các anh các chị bỏ việc về sớm lo cho cha, cứ để đến cuối ngày sẽ về lo cũng không muộn. Ông thực sự đã cắt lìa luyến ái với đời, với quê hương và với các con. Ông đã giải thoát trong từng hơi thở, mặt thân đau mà tâm bình thản lạ lùng. Bài học ông để lại cho con cháu: cuộc sống vô thường, đừng luyến ái thứ chi.